Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, bão trong bão, lũ trong lũ đang ập tới Trung Quốc, hết cơn bão này đến cơn bão khác. Và theo tin báo mới nhất, Trung Quốc đang phát cảnh báo đối với bão số 4. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, cơn bão số 4 ở Trung Quốc trong năm nay sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 180-200 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển ở giữa thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trung Quốc ngụp lặn trong biển lũ do mưa bão tấn công dữ dội. Theo Reuters, con số thương vong vẫn không ngừng gia tăng sau khi hai siêu bão mạnh nhất nhiều thập kỷ qua đổ bộ miền Trung và Đông Nam Trung Quốc kèm theo mưa to, gió lớn. Trong gần 3 ngày qua, khoảng 138.000 hộ gia đình sống trong cảnh cúp nước, trong khi 24.000 hộ gia đình bị mất điện. Cơn bão đã khiến nước sông ở 200 con sông thuộc các khu vực này bị tràn bờ, trong đó có các con sông lớn như sông Trường Giang, Hoàng Hà, Thái Hồ. Nghiêm trọng hơn là đê vỡ tại 50 con sông gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 12.500 ngôi nhà bị hư hại. Theo ghi nhận, trận mưa lớn cũng gây ra khoảng 140 vụ lở đất ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây. Số người thiệt mạng cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Giang Tây, nơi đây vỡ ít nhất 28 điểm dọc sông Trường Giang. Con sông đi ngang qua nhiều thành phố lớn của nước này, ảnh hưởng tới 500.000 người dân, khiến cho hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp, ước tính thiệt hại khoảng 490 triệu nhân dân tệ, tương đương 1.628 tỷ đồng. Theo đài China News, những người sống sót mô tả nước lũ dâng cao nhanh chóng lên đến ngực trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào ban đêm, khiến người dân không thể sơ tán đến vùng cao. Nhiều người thiệt mạng ở phía Nam Trung Quốc là người cao tuổi. Một nhà điều hành tàu điện cho biết, 10 đoàn tàu và 120 toa tàu bị hư hại khi mực nước tăng cao khoảng 4 mét. Các nhà chức trách kêu gọi người dân thận trọng tại khu vực gần các con sông có mực nước dâng cao và cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều vụ lở đất. Quá trình đánh giá thiệt hại sau bão vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,87 tỷ đô la. Truyền hình nhà nước Trung Quốc sáng nay cho biết, 241 con sông ở 24 tỉnh nước này đã tràn bờ gây ngập lụt trong vài ngày qua. Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều hơn trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc hàng năm khiến cho hàng trăm người tử vong. Năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 150 người và 32 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa có thể vượt quá 300mm ở một số khu vực vào cuối tuần này, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm ngừng các hoạt động ngoài trời, cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử trải từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía Đông Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và đổ lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, hơn 10 con đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận bởi lũ lụt, một cây cầu bắc qua sông Nim, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Kính thưa quý vị, một thông tin gây chấn động cả Trung Hoa đại lục hôm nay, khi hàng ngàn người rải rác trên khắp các tỉnh thành của Trung Quốc đang trong tình trạng thập tử nhất sinh sau khi ăn phải cá bị nhiễm một chất cực độc. Khi báo cáo của các bệnh viện cho biết, tất cả bệnh nhân đều rơi vào trạng thái hôn mê, rối loạn ý thức, ngừng thở, hạ huyết áp và co giật. Nguyên nhân được nhiều người đưa ra là do người dân tỉnh Hồ Bắc vì một chút lợi nhuận đã nảy sinh lòng tham, khi bí mật nhập hàng tấn cá chết trắng nổi lênh bềnh trên sông Phù Hà thuộc tỉnh này, rồi mang ra chợ bán sang nhiều tỉnh thành lân cận hoặc mang về ủ làm mắm. Theo báo cáo sơ bộ thì tính đến 7 giờ sáng nay, đã có ít nhất 71 người tử vong, vẫn còn hàng ngàn người khác đang cấp cứu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Theo báo chí địa phương thì một số lượng lớn cá đã được phát hiện chết nổi lênh bềnh trên sông Phù Hà ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, miền Trung Trung Quốc. Cá chết từ sáng ngày hôm kia và tiếp tục nổi lên, và hôm nay phạm vi phát hiện cá chết lên tới 80 km trên sông, đa số là cá ngạnh, cá trôi, cá chấm và cá mẻ. Người nhà của các bệnh nhân cho biết, các triệu chứng xuất hiện rất nhanh chỉ từ 30 phút đến 2 giờ sau khi ăn. Bản thân họ không biết xuất xứ của những con cá này, chỉ thấy chúng tươi ngon và giá cũng khá rẻ, nên đã mua những con cá bị nhiễm độc mà không hề biết trước. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng tức giận. Đầu tiên là lòng tham của các cư dân tại đây, vì chút lợi nhuận mà bất chấp cả tính mạng của người khác. Sau đó là cách xử lý chậm chạp của các cơ quan chức năng, không nhanh chóng thu gom và tiêu hủy đi số cá đã chết. Trước những lời chỉ trích dữ dội của các cơ quan chức năng cho biết, vì số lượng cá quá lớn, cộng thêm cứ khoảng một tiếng, hàng tấn cá khác lại ngửa bụng trồi lên. Hiện khúc sông này đã được các lực lượng chức năng rào chắn,
tránh trường hợp người dân vớt để bán đi. Cũng trong sáng nay thì kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc cũng phát đi lời cảnh báo đến người dân cả nước, yêu cầu người dân không nên ăn cá chết và cá không rõ nguồn gốc để tránh những rủi ro không đáng có. Công ty khoa học và công nghệ Hua tỉnh Hồ Bắc đã bị đình chỉ hoạt động ngay sau khi thanh tra, kiểm tra mẫu nước thải trong cống xả của công ty này. Kết quả cho thấy nồng độ amoniac thải ra môi trường ở mức 196mg mỗi lít, vượt xa tiêu chuẩn cho phép của Trung Quốc. Công ty đã để xảy ra vụ rò rỉ hóa chất nói trên có trụ sở tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc và được niêm yết trên sàn chứng khoán Shenzhen. Vụ việc đã xảy ra gần làng chài Hua Lao, nơi có 1.600 ngư dân, cá chết trắng phủ mặt sông. Chúng trông giống như những bông tuyết vậy. Quang San Kinh, một người dân ở làng cho biết, làng này có 150 thuyền đánh cá và họ đang thiệt hại lên đến 70.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Số tiền này tương đương 11.500 đô la. Chính vì tổn thất quá nặng nên một số cá nhân đã nảy sinh lòng tham vớt vát một chút gì đó. Ngoài ra thì Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm gia tăng, hậu quả của chính sách tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong nhiều thập kỷ qua. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua tình hình thảm họa thiên tai tại Trung Quốc vẫn diễn biến liên tục không ngừng. Theo DKN đưa tin, sau những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn lốc xoáy dữ dội, tại châu tự trị Hoàng Hà, Trung Quốc đã bất ngờ phải hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng, cùng với đó là một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến một lượng nước khổng lồ chảy xuống xối xả với tốc độ thật sự rất khủng khiếp. Trong video chúng ta có thể thấy những ngôi nhà của người dân phía trên thượng nguồn, nơi cơn lũ quét qua đầu tiên bị sụp đổ, vỡ vụn trong nước. Ngay cả những ngôi nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép cũng không chịu nổi sức ép của nước, cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Người dân hai bên bờ hoàn toàn bị cô lập vì lương thực đã cạn kiệt. Người dân phải liều mình và di chuyển bằng cách đu dây để qua dòng lũ quét kinh hoàng này để tiếp tế lương thực. Thì một số người dân bên kia bờ suối phải dùng cách ném đồ ăn từ bên này qua bên kia sông, suối để hỗ trợ giúp lương thực cho những người dân làng chài cầm cự chống đói. Thưa quý vị, một thông tin liên quan trong video được người dân ghi lại trong một chuyến bay ở Trung Quốc. Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, hình ảnh những đám mây đen tối, bầu trời u ám, không màu sắc màu kèm theo mưa lớn dữ dội. Khoảng vài phút sau, bất ngờ xuất hiện những tia sấm sét đánh vào đuôi máy bay khiến máy bay bị chao đảo nhẹ. Vụ việc trên đã khiến cho những hành khách trên máy bay một phen hú hồn, hú vía, hoang mang tột độ. Theo nữ hành khách này cho biết, rất may mắn là máy bay không xảy ra sự cố gì nghiêm trọng và tất cả đều được an toàn. Nhưng cô cho biết đây là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của mình. Cũng trong cùng ngày, tại khu vực gần bờ biển Quảng Châu, Trung Quốc, vào khoảng 9 giờ sáng hôm qua bầu trời tối sầm lại, những cơn mưa bắt đầu kéo đến kèm theo sấm chớp nổ vang trời. Những cơn mưa lớn không dứt cộng thêm mưa đá dày đặc. Lúc này, những con thuyền của người dân Trung Quốc không kịp vào bờ đã bị cơn mưa đá phá nát, khiến mạn thuyền bị biến dạng hết sức nghiêm trọng. Trong video chúng ta có thể thấy biển động rất mạnh, sóng biển dữ dội cao hàng trăm mét. Ngoài ra, mưa lớn gây ra ảnh hưởng tới mùa màng, những cánh đồng hoa màu và lúa ngô của người dân bị ngập trong nước. Cũng vào chiều ngày hôm qua, một vụ lở đất kinh hoàng đến từ tỉnh Hồ Bắc. Hình ảnh những ngôi nhà, quả núi, điện, đường, trường, trạm gần đó bị chôn vùi ở dưới lớp đất đá. Kính thưa quý vị, những đại thảm họa này gây ra những thiệt hại cho đất nước Trung Quốc là không thể kể xiết. Khi giờ đây bão chồng bão, lũ trong lũ liên tiếp tàn phá Trung Quốc, giờ đây từ một cường quốc đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, thì Trung Quốc đại lục thuộc hạng thảm hại. Kính thưa quý vị, kinh hoàng nước lũ cuồn cuộn chạy về, Bắc Kinh khẩn cấp cho nổ đập để cứu 2.000 km đê. Vừa qua nhà chức trách ở miền Trung Trung Quốc đã cho nổ một con đê để giải phóng nước dâng. Trong bối cảnh lũ lụt lan rộng khắp cả nước, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin rằng vụ nổ được thực hiện vào sáng sớm tại con đê trên sông Chu Hi, tỉnh An Huy. Sau khi con đê bị phá hủy bằng thuốc nổ, mực nước dự kiến giảm 70cm. Theo hãng tin AP, cho nổ đê và kè để xả nước là một trong những phương pháp cực đoan mà Bắc Kinh sử dụng trong trận lũ lụt tồi tệ nhất vào hồi năm 2021. Lúc đó, hơn 3.000 người chết và 5 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Trong nước lũ năm nay lại tái diễn tình trạng tương tự, đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Dương Tử tuần trước cũng phải mở 5 cửa xả, do mực nước phía sau có đập dâng cao hơn 18m so với mức cảnh báo. Ở những nơi khác, binh sĩ và công nhân dùng bao cát và đá để gia cố bờ kè. Trung Quốc nâng cao cảnh báo lũ ở khu vực sông Hoài từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trên thang 4 cấp. Trong khi đó, những trận mưa như chút nước ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc làm tăng nguy cơ xảy ra thiên tai và khiến chính quyền địa phương phải di rời hàng ngàn người dân. Tân Hoa xã cho biết, mưa bão kể từ đầu tháng 4 đã đẩy mực nước ở 26 con sông lên cao, hơn 120.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, buộc chính quyền địa phương phải di rời hơn 5 triệu người. Bắc Kinh nhiều lần phát cảnh báo mưa, bão, lũ lụt và gió lớn cho cư dân địa phương. Các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học bị tạm dừng hoạt động. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng đề nghị nhân viên các công ty nên làm việc tại nhà. Bắc Kinh còn đóng cửa nhiều địa điểm du lịch,
và ban hành cảnh báo khẩn cấp về lượng mưa lớn nhất từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác đến tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Bắc và Bắc Kinh để hỗ trợ chính quyền địa phương đối phó với lũ lụt. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại! Siêu bão Hinamore, tương đương bão cấp 5, đang trên đường đổ bộ một hoặc nhiều hòn đảo của Nhật Bản. Thời tiết ở Bắc Mỹ được dự đoán có thể bị ảnh hưởng vì Hinamore. Tâm bão dự kiến đi qua khu vực cách căn cứ không quân Katena ở thành phố Okinawa, Nhật Bản khoảng 150 km vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương ngày hôm nay, gây ra lượng mưa lên đến 127-152mm cùng sức gió giật 111km/h. Theo trang Star Spy Press, sức gió giật được dự đoán có thể lên đến 275km/h trong những ngày tới. Hiện chưa rõ liệu Hinamore có tấn công những hòn đảo đông dân cư hơn của Nhật Bản hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, Hinamore là bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận trong năm 2022. Hinamore dự kiến gia tăng sức mạnh xuyên suốt hành trình trên Đại Tây Dương và vẫn là một mối đe dọa đối với nhiều quốc gia trong những ngày tới, các nhà dự báo thời tiết của AccuWeather cho biết. Hinamore được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ xếp vào danh sách siêu bão vào tối qua theo giờ địa phương. Khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản gọi đây là một cơn bão rất mạnh. Cũng trong tối qua, Kitadatoson, một hòn đảo nhỏ thuộc Okinawa ở Thái Bình Dương, ghi nhận sức gió giật 173km/h khi mắt bão Hinamore tiếp cận phía bắc của hòn đảo này. Với nước biển ấm áp và gió thổi nhẹ trên đường đi của Hinamore, siêu bão này được dự đoán duy trì và thậm chí có gia tăng sức mạnh đến giữa tuần này. Trong những ngày còn lại của tuần, Hinamore được cảnh báo di chuyển khó lường. Các đảo Mikiya-Koyama, Tarama và Ishigaki của Nhật Bản dường như đối mặt rủi ro cao hơn so với những khu vực khác, với tác động rõ rệt nhất có thể được cảm nhận vào những ngày tới. Theo báo The Washington Post, Hinamore dự kiến suy yếu thành bão cấp 3 hoặc 4 vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Siêu bão đầu tiên năm 2022 có đi vào Biển Đông không? Dự báo siêu bão Hinamore tiếp tục mạnh thêm và hướng về vùng biển giữa Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở ngoài khơi phía Tây Bắc Thái Bình Dương có một cơn bão tên quốc tế là Hinamore. Vào cuối giờ chiều đến tối ngày hôm qua, theo như cập nhật từ cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA, cường độ bão Hinamore đã mạnh lên cấp 16, giật cấp 17, khí áp 920m3. Với thông số về sức gió và khí áp như trên, Hinamore chính thức mạnh lên thành siêu bão. Đây là siêu bão đầu tiên của mùa bão trên vùng biển này trong năm nay. Trong những giờ tới, dự báo siêu bão tiếp tục mạnh thêm và hướng về vùng biển giữa Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản. Cơ quan khí tượng nhận định siêu bão Hinamore sẽ không đi vào Biển Đông nên người dân Việt Nam có thể yên tâm. Trước đó, từ tháng 6 đến nay, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Hàn lưu các cơn bão đã gây mưa dông gió lớn cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ nay đến tháng 2 năm 2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 3-5 cơn. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo cần đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập tại khu vực miền Trung trong các tháng cuối năm 2022, không ngoại trừ khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Siêu bão mạnh nhất toàn cầu năm 2022 đe dọa Nhật Bản. Cơn bão mạnh nhất toàn cầu trong năm 2022 đang đi qua Biển Đông, đe dọa các hòn đảo phía Nam Nhật Bản và gây gió dữ dội dọc theo bờ biển phía đông của Trung Quốc. Siêu bão Hinamore hiện có sức gió duy trì khoảng 257km/h và gió giật 313km/h, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Chung của Mỹ. Hinamore sẽ là cơn bão mạnh nhất năm 2022 dựa trên tốc độ gió duy trì tối đa được ghi nhận tại thời điểm này, theo một quan chức tại cơ quan khí tượng Nhật Bản. Theo bản tin bão của Đài khí tượng Hồng Kông Trung Quốc, lúc 10 giờ sáng nay, tâm bão Hinamore cách Okinawa của Nhật Bản khoảng 230km về phía đông và được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với vận tốc khoảng 22km/h về phía quần đảo Ryukyu.
Trung tâm cảnh báo chung của Mỹ dự báo siêu bão sẽ giảm sức mạnh trong những ngày tới. Cơ quan thời tiết của Nhật Bản cho hay bão Hinamore được xếp ở mức độ cao nhất trong phân loại bão của cơ quan này. Dự kiến bão ảnh hưởng tới các hòn đảo của Nhật Bản từ tối nay đến những ngày tới. Một số hòn đảo hẻo lánh với chỉ vài trăm cư dân, nhưng toàn bộ khu vực có khoảng 1,4 triệu người và Okinawa là nơi có hầu hết các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Những cơn gió dữ dội từ hôm qua có thể khiến một số ngôi nhà bị sập, cơ quan thời tiết ở Okinawa thông tin. Mưa lớn và sóng cao cũng ảnh hưởng tới khu vực này, dự báo lượng mưa tới 180mm ở Okinawa trong 24 giờ tính đến sáng nay. Xin hãy hết sức thận trọng với gió dữ dội, triển khai các biện pháp đề phòng như di chuyển đến những tòa nhà kiên cố trước khi gió mạnh bắt đầu, cơ quan thời tiết cảnh báo. Nhật Bản đang trong mùa bão. Mỗi năm nước này phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão cũng như thường xuyên chứng kiến những trận mưa lớn gây lở đất hoặc lũ quét. Nhật Bản, Philippines hồi hộp với siêu bão Hinamore. Siêu bão Hinamore, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm đến nay, đang đe dọa cuộc sống và sinh kế người dân tại Nhật Bản và Philippines. Ngoài ra, theo trang Bloomberg, Hinamore còn có thể trở thành mối đe dọa đối với Đài Loan, Trung Quốc hoặc vùng bờ biển phía đông Trung Quốc. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hiệp Mỹ JTWC, bão di chuyển qua Biển Đông và có sức gió lên đến 314 km/h, gây ra những cơn sóng cao đến 15 mét. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA ngày hôm qua cho biết siêu bão Hinamore tiến gần một số đảo hẻo lánh ở phía Nam, đồng thời cảnh báo người dân địa phương tìm nơi trú ẩn trước khi bão trở nên nguy hiểm. Bão được dự báo đe dọa khu vực này từ tối nay đến những ngày tới. GMA cho biết bão gây ra gió mạnh, mưa to, lở đất, lũ lụt, sóng cao tại khu vực trên. Riêng tỉnh Okinawa dự kiến hứng lượng mưa lên đến 180mm trong vòng 24 giờ đến sáng nay. Toàn bộ khu vực có khoảng 1,4 triệu người và Okinawa là nơi đặt hầu hết căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Nhiều chuyến bay đến khu vực ảnh hưởng đã bị hủy trong ngày hôm qua và hôm nay, theo hai công ty hàng không Japan Airlines Corporation và ANA Holding ANC. Các chuyến bay đến đó có thể bị ảnh hưởng cho đến hết tuần này, tùy thuộc đường đi của bão. Trong khi đó, các cơ quan quản lý dịch vụ khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines Pagasa ngày hôm qua cho biết siêu bão Hinamore có thể gây mưa lớn ở các khu vực thuộc đảo Luzon trong tuần này. Cũng theo Pagasa, vùng Ilocos, thung lũng Cagayan và vùng hành chính Cordillera được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất và nằm trên đường đi của Hinamore. Cơn bão được dự báo sẽ giảm sức mạnh vào ngày mai. Cũng trong ngày hôm qua, Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines NDRRMC chỉ đạo các quan chức NDRRMC ở những vùng bị ảnh hưởng chuẩn bị ứng phó với Hinamore. Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines và Cơ quan Sân bay Quốc tế Manila hiện chưa đưa ra khuyến cáo về các chuyến bay bị hoãn. Biển Đông đón 23 cơn bão áp thấp nhiệt đới trong tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong tháng 9 này, đỉnh điểm mùa mưa bão đang đến gần. Trước đó vào tháng 8, Biển Đông đã ghi nhận một áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, ngoài áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Trung Quốc, hai cơn bão còn lại đều ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cơn bão số 2 tên quốc tế là Mulan đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh vào ngày 11 tháng 8. Cơn bão số 3 tên quốc tế là Maon đổ bộ vào khu vực biên giới Quảng Ninh, Trung Quốc ngày 25 tháng 8 vừa qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 2 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 7-9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ 2-4 cơn. Đỉnh điểm của mùa mưa bão sẽ tập trung vào tháng 9 đến tháng 11. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong những năm chịu tác động của La Nina như năm nay, khả năng cao xuất hiện các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp dị thường. Ngoài ra, không ngoại trừ khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Do bão dồn dập vào cuối năm kết hợp với không khí lạnh đến sớm và điều kiện địa hình, nên dự báo trong tháng 10-11 năm nay, khu vực Trung Bộ và có khả năng xuất hiện mưa lớn dồn dập tái diễn kịch bản năm 2022, kéo theo đó là nguy cơ lũ lụt sạt lở đất. Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ. Sau Kon Tum, Quảng Nam đến lượt Quảng Ngãi có động đất.
Một trận động đất có cường độ 2,5 độ Richter đã xảy ra sáng nay tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, ít khả năng gây thiệt hại về người và của. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, vào lúc 7 giờ 36 phút 44 giây theo giờ Hà Nội sáng nay, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,817 độ vĩ Bắc, 108,440 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Địa điểm xảy ra động đất nằm gần với huyện Con Plong, Kon Tum, nơi ghi nhận hàng trăm trận động đất trong vòng hơn một năm qua. Trong đó, trận động đất trước đó mạnh 4,7 độ Richter là trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ ở khu vực này. Theo các chuyên gia, động đất tại Sơn Hà, Quảng Ngãi có thể nằm trong chuỗi rung chấn sau trận động đất 4,7 độ Richter ở Kon Tum. Những ngày qua, động đất ghi nhận được ở nhiều khu vực trên cả nước. Ngoài 16 trận động đất xảy ra trong 4 ngày ở Con Plong, Kon Tum, khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam hôm qua cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,0 độ Richter vào lúc 15 giờ chiều qua. Đáng chú ý, chiều qua, một trận động đất có độ lớn 2,7 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.849N, 104.540E trên khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngay sát biên giới hai nước Việt Nam-Trung Quốc, cách địa giới huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang khoảng 1,5 km, động đất xảy ra ở độ sâu 10 km. Ngoài trận động đất trên, ngày hôm qua, nhiều khu vực khác trên cả nước cũng ghi nhận động đất. Tại Con Plong ghi nhận liên tiếp 3 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,0 độ Richter. Đây là những rung chấn tiếp theo xảy ra ở khu vực này sau trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ xảy ra trước đó. Và lúc 15 giờ 00 phút 40 giây chiều qua, tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,0 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Đây là khu vực xảy ra động đất rất kích thích suốt 10 năm. Siêu bão nhiệt đới mới đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, theo AFP, Bắc Kinh cho biết, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng cơn bão nhiệt đới số 10 đang tiến đến bờ biển phía nam của Trung Quốc, có thể khiến mực nước lũ dâng cao hơn nữa. Trong 2 tuần qua, lũ lụt trên khắp Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 250 người. Quốc vụ viện đã đưa ra cảnh báo lũ lụt, kêu gọi người dân và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. China Daily đưa tin, dự báo thời tiết bão nhiệt đới số 10 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc đại lục. Tờ báo tiếng Anh đưa tin, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực trung tâm Biển Đông cách bờ biển Quảng Đông hơn 600 km đã mạnh lên thành bão nhiệt đới vào chiều ngày hôm qua, có tên là Gongfeng. Sức gió cực đại, lực gần tâm của nó có cường độ cấp 8 và giật 10. Đài quan sát khí tượng dự báo cơn bão nhiệt đới số 10 năm nay sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa huyện Không Hai, tỉnh Hải Nam và thành phố Tai San, tỉnh Quảng Đông từ đêm qua đến rạng sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo thống kê chính thức và các báo cáo mới đây cho biết, khoảng 1.000 người đã chết vì lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay. Mùa hè năm nay, mưa lớn tiếp tục đổ xuống các khu vực rộng lớn ở Trung Quốc, gây ra lũ quét, mực nước nhiều con sông vượt mức cảnh báo, gây ra sạt lở đất. Truyền thông nhà nước đưa tin gần 250 người đã thiệt mạng do mưa xối xả ở miền Nam và Tây Nam Trung Quốc trong 2 tuần. Riêng tỉnh Hồ Nam, ở trung lưu sông Dương Tử đã trải qua 4 trận lũ lớn kể từ tháng 6, với trận lũ nghiêm trọng nhất vào đầu tháng qua, với số người chết chính thức lên tới 108 người. Ở phía Tây Nam tỉnh Vân Nam, mưa và lũ xối xả đã giết chết 106 người kể từ đầu tháng qua và 72 người chưa được xác định. Một ngọn núi ở quận tự trị Tân Bình của tỉnh này bị sập do một vết nứt cao 50 mét do mưa lớn. Vụ lở đất khiến 33 người chết và 30 người mất tích. Tại các khu vực đồi núi Kim Hoa, Khong Yu và Li Shui ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, mưa lớn ở các khu vực miền núi đã lần lượt gây ra lũ quét kể từ thứ hai tuần trước. Cho đến nay đã có 21 người chết và 8 người mất tích. Kính thưa quý vị, lũ lụt ở Trung Quốc đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, hàng nghìn người đã chết cho đến nay, trong đó có nhiều vụ lở đất và lở núi ở các tỉnh Vân Nam và Chiết Giang. Vụ lở đất đã giết chết hơn 120 người và để lại nhiều người chưa được xác định. Cùng lúc đó, mực nước của Hồ Đông Tinh ở tỉnh Hồ Nam đã tiến đến gần đường cảnh báo lũ, BBC đưa tin ngày hôm qua. Trận lũ lụt năm nay ở Trung Quốc đại lục đã nhanh chóng phát triển thành một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Lũ lụt đã giết chết khoảng 1.000 người trong 3 tháng qua, với hơn 200 người chỉ trong tuần trước và số người chết đang tăng lên.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trận lở đất vào tuần trước ở tỉnh Vân Nam đã giết chết hơn 100 người và hơn 70 người vẫn chưa được xác minh. Tại tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này ít nhất 20 người thiệt mạng sau nhiều ngày mưa lớn gây lũ lụt. Tại một khu vực, lũ lụt đã gây ra lở đất với những vết lở bùn cao tới 10 mét xuống thung lũng, làm ngập một số ngôi làng dưới chân núi. Tại tỉnh Hồ Nam, mực nước của Hồ Đông Tinh, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc đang tiến gần đến đường cảnh báo lũ nguy hiểm. Theo các quan chức của trụ sở phòng chống lũ lụt địa phương, mực nước của Hồ Đông Tinh đã lên tới 33,94m, chỉ còn cách đường cảnh báo lũ 4cm. Quan chức này cảnh báo mực nước của Hồ Đông Tinh có thể lên tới 35,5m vào thứ Năm. Mực nước sông Dương Tử, nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt, cũng đang tăng lên do mực nước quá cao có thể gây nguy hiểm cho tàu buồm. Hôm thứ Bảy, Cơ quan Quản lý Đường Thủy Sông Dương Tử đã ra lệnh cho tất cả các tàu ngừng ra khơi. Cho đến nay, các con đê của Dương Tử vẫn chưa bị vỡ, nhưng ở một số khu vực mực nước đang ở mức cảnh báo nguy hiểm. Nếu đập sông Dương Tử bị vỡ, nó sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Lần gần đây nhất, một con đập ở Dương Tử bị vỡ và hơn 4.000 người đã mất mạng. Quý vị thân mến, lũ lụt ngày càng thường xuyên của Trung Quốc gây nguy hiểm cho sinh kế của người dân. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vừa qua đưa tin hơn 600 người đã thiệt mạng trong trận mưa lớn bất thường của Trung Quốc gây ra lũ quét và lở đất. Các quan chức Trung Quốc đang điều chỉnh tình trạng bảo tồn tài nguyên trong nhiều năm sai, khiến nỗ lực ngăn chặn lũ lụt càng nghiêm trọng hơn. Lũ lụt ở Trung Quốc năm nay đã gây thiệt hại tới 3 tỷ đô la Mỹ, buộc 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ở một số khu vực, lũ lụt năm nay được cho là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm. Rob Hin là người đứng đầu văn phòng Đông Á của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ông nói rằng mùa mưa mùa hè gây ra lũ lụt ở Trung Quốc hàng năm, nhưng nhìn chung không sớm như năm nay, cũng như ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay. Ron Hill cho biết lũ lụt năm nay ở Trung Quốc rất bất thường so với bình thường. Nhìn chung lũ lụt ở Trung Quốc xảy ra dọc theo sông Dương Tử. Sông Dương Tử, con sông lớn nhất Trung Quốc, đã đạt mức nước rất cao trong năm nay. Trong hàng trăm năm, cứ vài năm lại có lũ lụt dọc theo sông Dương Tử, nhưng trong những thập kỷ gần đây, vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Một phần nguyên nhân dẫn đến lũ lụt thường xuyên là do biến đổi khí hậu toàn cầu và việc Trung Quốc quản lý tài nguyên yếu kém trong những năm qua cũng là một trong những nguyên nhân. Khai thác quá mức dẫn đến giảm diện tích rừng. Rừng có chức năng làm chậm dòng chảy của nước mưa và cho phép nước mưa thấm vào lòng đất nhiều hơn là ra sông. Việc canh tác quá mức đã làm cho lớp đất mặt giữ nước ngày càng mỏng đi. Việc xây dựng quá mức khiến nhà cửa và nhà xưởng ở quá gần sông nên thiệt hại về công trình càng lớn hơn khi lũ lụt xảy ra. Yan Chen, một chuyên gia về khí hậu tại Học viện Khoa học Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc cần thay đổi cách tiếp cận để giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra. Ông nói, hoạt động của con người ảnh hưởng đến khí hậu, tất nhiên, nhưng chúng ta cũng cần học cách chung sống với thiên nhiên. Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một số thay đổi. Chính phủ đã cấm khai thác gỗ ở nhiều khu vực, mở rộng các hoạt động trồng cây và trả lại đất canh tác cho các hồ. Sau trận lũ lụt khiến 4.000 người thiệt mạng, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ cho việc kiểm soát lũ lụt và các quan chức hy vọng khoản đầu tư này sẽ mang lại hiệu quả và giảm số người chết do lũ lụt năm nay. Trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong năm nay đã xảy ra ở những khu vực thường ít mưa. Điều đó có nghĩa là hàng ngàn nông dân làm việc trên các vùng đất trũng và lòng sông khô hạn đã bị tai nạn, hoa màu, vật nuôi và con người bị cuốn trôi bởi những trận mưa xối xả bất ngờ và lở đất. Các quan chức Trung Quốc cho biết mưa xối xả đã gây ra lở đất trên núi, cuốn trôi nhà cửa, làng mạc và gây thương vong. Văn phòng Đông Á của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ thuộc Liên đoàn Quốc tế Group Hin cho biết, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là liệu các con sông đang dâng của Trung Quốc có đủ khả năng xử lý những cơn mưa mùa hè bình thường trong những tuần tới hay không. Với suy nghĩ này, chính phủ Trung Quốc đang thử nghiệm việc gia tăng dòng chảy của các con sông. Các con đập ban đầu được xây dựng để kiểm soát lũ lụt, nhưng chúng có tác dụng phụ là làm chậm dòng chảy của nước. Khi dòng nước chảy chậm lại, phù sa ở đáy sông tăng lên. Khi phù sa tích tụ hàng năm, sông trở nên nông hơn và có thể chứa ít nước hơn, khiến nó ngày càng có nhiều khả năng gây ra lũ lụt lan rộng. Ủy ban bảo tồn nguồn nước sông Hoàng Hà đã mở một con đập xả nước trong năm nay để tăng tốc độ của nước, từ đó rửa trôi phù sa dưới đáy sông.
các kỹ sư đang thử nghiệm với các tốc độ nước khác nhau để xác định cách rửa trôi phù sa mà không làm ngập các thành phố dọc theo bờ biển. Li Gongjing, người đứng đầu Ủy ban Bảo tồn Nguồn nước cho biết việc quản lý sông Hoàng Hà hiện nay là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nhiều thế hệ người dân sông Hoàng Hà đã thực hiện rất nhiều cuộc khám phá và thử nghiệm để hiện thực hóa giấc mơ quản lý sông Hoàng Hà, và bây giờ giấc mơ này cuối cùng không còn xa, nhưng ước mơ này vẫn còn khá xa vời. Chuyên gia khí hậu Jay Chen cho rằng để kiểm soát lũ lụt, Trung Quốc không chỉ cần nỗ lực của người dân và các quan chức mà còn cần sự tham gia của các nhà khoa học và kỹ sư. Hai người bị lũ cuốn trôi do mưa đá bất ngờ ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Theo Liang Shen Evening News, vào đêm qua, một cơn mưa đá bất ngờ đã rơi xuống thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh với lượng mưa là 50,3mm. Đây là trận mưa xối xả đầu tiên của thành phố trong năm nay. Ngoài ra, lúc 17 giờ ngày hôm qua, tại thị trấn Ham Rao và thị trấn Long Tan của thành phố Ben Yibao đã có dông và mưa đá kéo dài trong 30 phút. Đường kính các hạt mưa đá lên tới 10mm. 25.000 hecta cây trồng ở 13 ngôi làng ở hai thị trấn đã bị ảnh hưởng. Đây là trận mưa đá đầu tiên trong thành phố trong năm nay. Trong cơn dông bão và mưa đá này, những người nông dân Yang và Liu ở thị trấn Han Nao đã bị lũ cuốn trôi bất ngờ khi họ đang chăn cừu trên núi. CNN cho biết, từ hai ngày nay, mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra ở Thiểm Tây gây ra lũ lụt cục bộ. Quận lỵ của quận Phong Pinh nằm trên dãy núi Kinba ở miền nam Thiểm Tây đã bị lũ lụt làm hai người chết và 108 người mất tích. Theo báo cáo, lượng mưa trong 24 giờ ở Phong Pinh County đạt hơn 300mm. Trận lũ quét đã khiến sông Giao Tây đoạn gần quận lỵ dâng cao tràn vào khu đô thị. Mực nước khu vực ven sông khoảng 2m, có nơi lên tới 2,5m, khiến một số các tòa nhà sụp đổ. Đường đến Hán Trung và các quận xung quanh bị gián đoạn. Theo thống kê sơ bộ của Cục Phòng chống lụt bão Hán Trung, tính đến chiều ngày hôm qua, mưa lũ đã làm 2 người trong huyện thiệt mạng, 108 người mất tích, hơn 1.400 ngôi nhà bị sập và gây sập một số đường cao tốc cấp huyện. Trạm thủy điện, đường dây điện, chiếu sáng, bờ sông và hơn 8.000 hecta đất nông nghiệp bị phá hủy. Hãng tin BBC 24 đưa tin từ Trung Quốc cũng cho biết lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều khu vực của tỉnh Hồ Nam. Theo báo cáo, kể từ 10 ngày đầu tháng trước, trời đã mưa liên tục trong hơn 40 ngày tại nhiều khu vực ở tỉnh Hồ Nam. Theo báo cáo của Hunan Daily, lũ lụt đã gây ra mức độ thiệt hại khác nhau cho mùa màng ở 2,54 triệu hectare đất nông nghiệp và 590.000 hectare đất nông nghiệp bị phá hủy hoàn toàn. Báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt lên tới 943 triệu đô la Mỹ. Được biết, chính quyền Trung Quốc đã sắp xếp công tác cứu trợ và phân phối 2 triệu đô la Mỹ cho những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất. Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã đưa tin người dân, binh lính và chính quyền địa phương ở lưu vực sông Dương Tử đã chuẩn bị cho một trận lũ lớn có thể xảy ra vào mùa hè này. Bão Solanduo đang đến gần, mưa lớn và mưa lớn cục bộ ở các vùng của Chiết Giang. Kính thưa quý vị khán giả, bắt đầu vào sáng hôm qua, tốc độ di chuyển của bão Solanduo giảm hẳn và mắc kẹt ở đại dương phía đông Đài Loan, nơi đã suy yếu thành bão mạnh vào lúc 5 giờ ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự suy yếu của Solanduo chỉ là tạm thời. Từ đêm ngày mai, Solanduo sẽ đi vào phía bắc để vào lại vùng biển ấm áp, khả năng tái tăng cường. 17 giờ hôm nay, tâm bão số 11 năm nay Solanduo ở vào 22,3 độ vĩ bắc và 124,7 độ kinh đông, cách thành phố Đài Đông, tỉnh Đài Loan khoảng 370 km về phía đông. Solanduo sẽ đi với tốc độ 5 đến 10 km/h, bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc, cường độ ít thay đổi, di chuyển vào biển Đông vào đêm ngày mai và cường độ sẽ mạnh lên thành siêu bão cấp 5 trở lại và di chuyển dần đến bờ biển phía đông bắc Chiết Giang. Theo kế hoạch khẩn cấp về phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán của tỉnh Chiết Giang, chỉ số phòng thủ tỉnh quyết định nâng cấp chỉ số ứng phó khẩn cấp phòng chống bão lên cấp 3 vào lúc 14 giờ ngày hôm nay. Ngoài ra, vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, Cục Khí tượng Chiết Giang đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp bão lên cấp 3. Trung tâm Dự báo và Giám sát Đại dương Chiết Giang đã ban hành cảnh báo sóng vàng theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp thảm họa biển. Chịu ảnh hưởng của cơn bão số 11 Solanduo cấp bão mạnh, dự báo sẽ là vùng biển xa bờ, vịnh Hàng Châu có sóng nhẹ đến trung bình từ 1,2 m đến 2,0 m sẽ tăng lên thành sóng trung bình đến lớn từ 1,6 m đến 2,5 m vào tối mai. Có những con sóng lớn đến rất lớn từ 3 m đến 4 m ở phía bắc Chiết Giang sẽ tăng vào tối ngày mai với sóng lớn đến cực lớn từ 3,5 m đến 5 m.
sóng lớn đến cực lớn từ 3m đến 4m, ở trung tâm Chiết Giang sẽ tăng lên 4m đến 6m vào tối ngày mai, sóng cao từ 3,5m đến 4,5m ở phía nam Chiết Giang, sóng rất lớn và sẽ tăng lên thành một đợt sóng rất lớn từ 5m đến 7m vào tối mai. Mức cảnh báo sóng và vùng biển xa bờ có màu vàng. Vùng biển gần bờ, Gia Hưng có sóng nhẹ đến trung bình từ 1,2m đến 1,8m, sẽ tăng lên 1,6m đến 2,5m, sóng trung bình đến lớn vào tối mai. Yushan có sóng trung bình đến lớn từ 2m đến 3m, sẽ tăng lên vào tối mai từ 2,5m đến 3,5m. Ninh Ba, Thái Châu và Ôn Châu có sóng vừa đến lớn từ 2m đến 3m, sóng lớn sẽ tăng lên 3m đến 4m vào tối mai. Mức cảnh báo sóng ở vùng biển ven bờ có màu vàng. Tác động đến Chiết Giang. Từ hôm nay đến ngày mai, vùng biển ven bờ có gió giật mạnh cấp 9-10. Từ đêm ngày mai đến 2 ngày tiếp theo, từ Nam đến Bắc mạnh lên cấp 10-12. Vùng ven biển Trung Trung Bộ và Bắc Chiết Giang cấp 13-15. Từ ngày mai đến ngày tiếp theo, sức gió trên bề mặt vùng ven biển phía Bắc Chiết Giang và Vịnh Hàng Châu mạnh dần lên cấp 10-12. Gió giật ở khu vực ven biển miền Trung và Nam Chiết Giang cũng lên đến cấp 8-9. Từ đêm nay đến ngày mai, phía Đông Chiết Giang có mưa rào, có nơi mưa to. Lượng mưa rõ hơn từ ngày mai đến ngày tiếp theo, có nơi mưa vừa đến mưa to ở các vùng phía Đông, có nơi mưa rất to. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ ở Ninh Ba, Chu Sơn, Thiệu Hưng và Bắc Thái Châu. Từ đầu tuần tới, toàn tỉnh sẽ có thời tiết nắng đến nhiều mây. Bão Sulanuo có cường độ mạnh và kích thước lớn. Gió mạnh trên biển Hoa Đông và vùng biển ven bờ Chiết Giang kéo dài trong thời gian dài, đồng thời cũng đầy đủ hơi nước, có mưa lớn ở phía đông của Trung và Bắc Chiết Giang. Đề nghị tăng cường đề phòng ảnh hưởng xấu của bão mạnh. Vào thời điểm chuyển giao giữa mùa hạ và mùa thu, sự điều chỉnh của hoàn lưu khí quyển có những bất ổn nhất định. Đường vận động sau này của Sulanuo vẫn còn nhiều bất ổn, không thể loại trừ khả năng con đường đi về phía Tây nhiều hơn, lớn hơn. Hãy chú ý để kịp thời cập nhật những thông tin dự báo và cảnh báo mới nhất. Hơn 200 người thiệt mạng ở Hắc Long Giang, chủ yếu là trẻ em. Theo Epoch Times cho biết, báo cáo toàn diện tại thị trấn Sa Lan, thành phố Ninh An, phía đông nam tỉnh Hắc Long Giang, gần đây đã xảy ra lốc xoáy, núi và lở đất hiếm có trong một thế kỷ. Theo báo cáo nước ngoài và cư dân mạng tin tức từ khu vực thiên tai, thực tế số người chết có thể vượt quá 200 người, hầu hết là học sinh tiểu học. Dân làng tức giận, cáo buộc chính quyền che đậy số người chết và đã có lúc bao vây các quan chức. Theo tin tức mới nhất từ các cư dân mạng về vùng thiên tai do một diễn đàn công bố, 280 thi thể trẻ em đã được tìm thấy tại thị trấn Sa Lan và một số em vẫn còn mất tích. Hồ chứa nước Heng Seng ở thượng nguồn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khoảng 600 cảnh sát vũ trang, nhân viên cứu hỏa và binh sĩ đã có mặt tại hiện trường. Thiết quân luật được áp dụng vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua và người nước ngoài không được phép vào trong. Trận lụt thế kỷ ở thị trấn Sa Lan, thành phố Ninh An, Hắc Long Giang xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày thứ Sáu tuần qua. Trận mưa bất ngờ tạo thành đỉnh lũ trong tích tắc, gây ra sạt lở đất, mực nước đỉnh lũ cao nhất đạt khoảng 2 mét. Theo báo cáo, 351 học sinh đang trong lớp học tại trường tiểu học trung tâm ở thị trấn Sa Lan, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hãng tin AP cho biết, khi thảm họa xảy ra, nhà trường đã kêu gọi chính quyền địa phương giúp đỡ, nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. Hiện giám đốc đồn công an địa phương và người phụ trách thị ủy đang bị điều tra. Yang Yu, thống đốc tỉnh Hắc Long Giang cũng đã yêu cầu trừng phạt. Các quan chức ngày hôm Chủ nhật cho biết số người chết là 92, trong đó 88 học sinh của trường tiểu học Sa Lan Central, trong khi 17 học sinh mất tích và 14 người bị thương. Tuy nhiên, các quan chức vẫn chưa công bố số người sống sót, nhưng số nạn nhân được công bố trong ngày đầu tiên đã tăng lên 64, từ 31 người vào ngày đầu tiên và sau đó tăng lên 92. Người ta nghi ngờ rằng nhà chức trách cố tình che giấu tình hình thảm họa hoặc dần dần công bố tình hình thiên tai. Một trận lở đất khác cũng đã xảy ra vào sáng sớm nay tại khu tự trị Hujutu, thành phố Hạ Đông, tỉnh Thanh Hải, khiến người dân và người sơ tán bị mắc kẹt. Tính đến 8 giờ 20 phút sáng nay đã cứu được 9 người, trong đó có 4 người có dấu hiệu ổn định. 5 người tử vong sau khi được bệnh viện quận cấp cứu. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 2 người còn lại. Vụ tai nạn bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư khi các cán bộ ở thị trấn Wawan, huyện Huju đang điều tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn.
Sau thảm họa, cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức coi trọng, nhanh chóng triển khai các phương án ứng cứu khẩn cấp 3 thành phố trực thuộc Trung ương. Cán bộ và dân quân nông thôn lên tới hơn 800 người và hơn 80 phương tiện đã được điều động đến ứng cứu. Theo The Epoch Times đưa tin, do bị ảnh hưởng bởi luồng không khí từ vòng ngoài của La Bàn, huyện Đài Đông đã có mưa liên tục trong nhiều ngày, điều này đã đưa ra cảnh báo cho nhiều người. Chính quyền huyện Đài Đông đã khẩn trương thành lập trung tâm ứng phó thảm họa sạt lở đất vào trưa ngày hôm qua, đồng thời thông báo khẩn cấp rằng huyện sẽ ngừng hoạt động các lớp học vào chiều ngày hôm nay. Thị trưởng hạt Đài Đông Rao Killing cho biết, theo thông báo cảnh báo dòng chảy đất đỏ do Cục Bảo tồn Đất và Nước đưa ra vào lúc 12 giờ 30 phút trưa, hiện có khoảng 30 bản tin cảnh báo đỏ, 25 bản tin cảnh báo vàng và 2 vụ sập nhà quy mô lớn ở huyện Đài Đông. Báo động vàng đã được đưa ra, chính quyền quận đã thực hiện sơ tán bắt buộc và sơ tán dự phòng người dân ở các khu vực nguy hiểm. Do mưa lớn liên tục xối xả, nhiều đoạn ở huyện Đại Đông nước đã tích tụ, có nơi nước sâu đến hết lốp xe. Đường hầm xanh không chỉ bị ngập mà còn cuốn theo bùn vàng. Mọi người dân cần phải đề cao cảnh giác. Ngoài ra, Cục Bảo tồn Đất và Nước tuyên bố rằng đã có một vụ sập quy mô lớn ở làng Hoyuan, Tamilia. Mọi người dân cần đặc biệt chú ý. Thông tấn xã Trung ương Đài Bắc cho biết thảm họa lở đất khổng lồ ở Kyushangu, thị trấn Ba Di, huyện Danba, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên khiến hơn 50 người mất tích và một người chết. Liu Xinxi, giáo sư địa chất tại Đại học Công nghệ Thành Đô tin rằng thảm họa ngẫu nhiên chủ yếu gây ra bởi sự phân mảnh của khối đá, thảm thực vật bị hư hại và mưa xối xả khiến nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Thông tấn xã Trung Quốc dẫn lời ông Liu Xinxi cho biết điều kiện địa chất của cao nguyên phía Tây Tứ Xuyên bao gồm cả khu vực sông Jinchuan và Chiat. Sự đứt gãy cấu trúc và phong hóa mạnh đã dẫn đến sự chia cắt của khối đá. Ngoài ra, thảm thực vật bị tàn phá nghiêm trọng và hầu hết các sườn đồi đều lộ thiên, độ dốc lớn nên trước đây hai bên bờ sông Jinchuan thường xuyên xảy ra sạt lở đất. Dòng chảy mảnh vỡ dường như được kích hoạt bởi mưa lớn. Từ cuối tháng 5 năm nay, trời mưa tầm tã cả ngày lẫn đêm ở Danba County cùng với trận mưa xối xả trong 3 ngày liên tiếp. 5 con sông trên lãnh thổ này bao gồm Dajin, Xiaojin, Genjiya và Zhonggu đã dâng cao. Liu Xinxi cho rằng không có gì lạ khi các dòng chảy đá vụn chặn sông Jinchuan tạo thành hồ đập, nhưng mực nước dâng lên ở thượng nguồn của thân đập tự nhiên rất không ổn định. Và một khi nó bị sập thì thiệt hại rất là lớn cho hạ lưu. Cục khí tượng Trung ương Đài Loan hôm nay cho biết hình thái mưa đang hình thành và hệ thống mây đối lưu đang phát triển mạnh vào buổi chiều. Báo cáo đặc biệt về các điểm có mưa lớn cũng được nâng cấp lên. Cập nhật lúc 18:05 tối nay, Tổng cục khí tượng Trung ương công bố thông tin có 11 huyện thành phố báo tin đặc biệt về mưa lớn, 5 huyện thành phố báo tin đặc biệt về mưa rất lớn. Cục khí tượng Trung ương Đài Loan đã ban hành một báo cáo đặc biệt về mưa lớn vào buổi chiều. Hệ thống mây đối lưu đang phát triển mạnh vào buổi chiều, đang tiến gần phía trước, có khả năng xảy ra mưa to cục bộ hoặc mưa xối xả. Có khả năng xảy ra mưa to cục bộ ở Nam Đầu, Yalan, các vùng núi phía Bắc Cao Hùng và Hoa Liên. Xin hãy chú ý đến sét và gió giật mạnh và cẩn thận lũ lụt ở các vùng trũng thấp. Các khu vực báo cáo đặc biệt về mưa lớn bao gồm thành phố Keelung, thành phố Tân Bắc, thành phố Đài Bắc, thành phố Đảo Viên, quận Tân Trúc, quận Miaoli, quận Nam Đầu và các khu vực báo cáo đặc biệt về mưa lớn bao gồm thành phố Đài Trung, quận Vân Lâm, quận Giang Nghĩa, thành phố Đài Nam, thành phố Cao Hùng, Yalan County, Hoa Liên County. Cục khí tượng giải thích rằng mưa lớn là lượng mưa tích lũy trong 24 giờ trên 80mm hoặc lượng mưa hàng giờ từ 40mm trở lên. Mưa đặc biệt lớn là lượng mưa tích lũy trong 24 giờ từ 200mm trở lên hoặc tích lũy trong 3 giờ lượng mưa từ 100mm trở lên. Thưa quý vị, vài ngày trước, một bức ảnh gây xúc động về toàn bộ một tòa nhà ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam bị nước lũ cuốn trôi đã lan truyền trên mạng. Vào thời điểm trên, nhiều nhà dân ven đường bị công trình va và đổ sập xuống nước. Người dân chứng kiến cảnh tượng la hét kinh hoàng. Đoạn video được tải lên từ Internet cho thấy một tòa nhà bị lũ cuốn trôi, ngôi nhà bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu. Các nhân chứng đã hét lên, ngôi nhà bị cuốn trôi chìm trong lũ cuốn. Đám đông lại hét lên, oh my god. Cư dân mạng Đại Lục nói, thật đáng sợ, cảm giác như một trận lở đất tác động quá lớn, nhà có thể bị sập không? Nước chảy quá mạnh, vậy thương vong thì sao? Thật đáng lo ngại, người dân chạy tán loạn.
thật kinh hoàng. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông Lu, vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua tại huyện Chenxi, Hoài Hoa, Hồ Nam. Không rõ liệu có thương vong hay không. Theo thống kê của Cục Khí tượng huyện Chenxi, từ 0 giờ đến 14 giờ ngày hôm qua, trên địa bàn quận thường xảy ra mưa lớn, mưa to cục bộ, mưa cực lớn. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua, có 3 thị trấn có lượng mưa trong 12 giờ lớn hơn 200mm. Từ 13 giờ ngày hôm qua, trụ sở phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán huyện Chenxi đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Theo báo cáo, từ tối ngày hôm trước đến ngày hôm qua, mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi ở huyện Yangpu, khiến đất nông nghiệp và cây cam ở làng Qingjiangtun dọc theo sông Yangtze ở thị trấn Danjuku bị ngập lụt. Đoạn Guanjinjan của quốc lộ G2417 sạt lở đất, bao gồm cả đoạn Sadui của thị trấn Danjuku của quốc lộ G354, sạt lở đất nhỏ đã xảy ra ở nhiều ngôi làng ở thị trấn Yanju. Theo thống kê chính thức từ Hồ Nam, tính đến 8 giờ ngày hôm nay, lượng mưa lớn đã khiến 250.473 người ở Hồ Nam bị ảnh hưởng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 21.607,55 ha, 94 ngôi nhà của 42 hộ bị sập. Sau, siêu bão Solanuo đã đến gần. Kính thưa quý vị khán giả, khoảng 11 giờ sáng ngày hôm nay, cơn bão số 11 năm nay Solanuo một lần nữa mạnh lên cấp siêu bão, từng bước tiến gần. Trung Quốc đã bước vào thời kỳ ảnh hưởng chính của bão Solanuo. Mặc dù Solanuo không đổ bộ vào Trung Quốc nhưng hoàn lưu của nó rất lớn. Kết hợp với không khí lạnh, mưa gió sẽ ảnh hưởng trên diện rộng như Hoa Đông và cả Đông Bắc Trung Quốc. Phóng viên được biết từ Trung tâm Ứng dụng Vệ tinh Biển Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên hôm nay, từ ngày 1 đến ngày hôm nay, Haiyang 1, Haiyang 2 và các mạng đa vệ tinh khác đã được triển khai để thu được đám mây bão. Solanuo, hình ảnh viễn thám về kiến trúc và sự thay đổi đường đi. Từ ảnh viễn thám thu được từ quan sát mạng lưới trên và dưới của vệ tinh Haiyang 1C và D, bão Solanuo có đặc điểm là đường đi phức tạp, thường xuyên thay đổi, cường độ lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng. Mắt bão có thể nhìn rõ từ bản đồ ảnh viễn thám thu được, đường kính mắt bão lên tới 42 km. Theo dự báo, Solanuo sẽ di chuyển lên phía Bắc với tốc độ 15-20 km/h, cường độ mạnh dần lên, áp sát dần vào vùng biển phía Đông Bắc Chiết Giang và sẽ di chuyển theo hướng Bắc từ đêm nay đến rạng sáng ngày mai tại vùng biển ven biển Chiết Giang. Và vào ngày mai, nó bắt đầu chuyển hướng về phía Đông Bắc vào buổi sáng theo giờ Nhật Bản và có xu hướng đi về phía Nam bán đảo Triều Tiên tới eo biển Triều Tiên. Bị ảnh hưởng bởi bão Solanuo sẽ có gió mạnh và mưa mạnh dọc theo bờ biển phía Đông Trung Quốc và sẽ có mưa bão lớn ở phía Đông Bắc Chiết Giang. Ngoài ra, không khí lạnh thường xuyên ở phía Bắc cũng sẽ khiến lượng mưa ở Hoa Bắc, Đông Bắc Trung Quốc và các nơi khác tăng lên. Vào lúc 10 giờ ngày hôm nay, Trung tâm Giám sát và Dự báo Đại dương tỉnh Chiết Giang đã ban hành báo động đỏ về sóng và báo động vàng về chiều cường theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp thảm họa biển. Sẽ có mưa to nhiều hơn, gió giật ở một số vùng biển có thể lên trên cấp 17. Bị ảnh hưởng bởi bão Solanuo, đã có gió và mưa rõ ràng dọc theo bờ biển phía đông của Trung Quốc kể từ ngày đầu tháng. Lượng mưa ở phía bắc Đài Loan, Chiết Giang, Thượng Hải, Nam Giang Tô và những nơi khác đã tăng lên đáng kể và mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn đã xảy ra. Phía đông Sơn Đông và Nam Liêu Ninh cũng hứng chịu lượng mưa lớn dưới ảnh hưởng kết hợp của quá trình vận chuyển hơi nước của bão và sự di chuyển về phía đông của dãy cao phía bắc. Và mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở Uy Hải, Dung Thành và những nơi khác. Từ 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai, ở Đông Bắc Chiết Giang và Bắc đảo Đài Loan có mưa to đến rất to. Trong đó có mưa to cục bộ từ 100 đến 120mm ở Đông Bắc Chiết Giang. Ngoài ra cũng sẽ có mưa lớn từ 25 đến 40mm ở Nam Liêu Ninh và Nam Cát Lâm. Vào ngày mai, bão Solanuo di chuyển về phía Đông Bắc và ảnh hưởng đến lượng mưa ở các khu vực ven biển phía Đông suy yếu. Tuy nhiên, do vẫn còn hơi nước ở phía đông của đất liền nên sẽ có một số khu vực ở Đông Bắc Nội Mông, Hắc Long Giang và Đông Cát Lâm mưa to, mưa xối xả cục bộ. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo dưới ảnh hưởng của nó, trong 3 ngày tới sẽ có gió mạnh cấp 9, 12 ở phía đông Đài Loan, biển Hoa Đông, vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, cửa sông Dương Tử, vịnh Hàng Châu, bờ biển Chiết Giang, bờ biển Thượng Hải và bờ biển Đông Nam Giang Tô. Sức gió trên mặt biển gần tâm bão đi qua là cấp 13 đến cấp 16 và gió giật mạnh có thể đạt trên cấp 17. Hiện tỉnh Chiết Giang đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với thảm họa địa chất hôm
11.600 tàu cá đang hoạt động trên biển đã về cảng, hơn 670 tàu đánh cá và tàu du lịch bị đình chỉ hoạt động. Chiều ngày hôm qua, tàu chở khách Shanghai Chongming Sundown và tàu khách Yanchang đều đã ngừng hoạt động. Tàu và phà du lịch sông Hoàng Phố sẽ thực hiện các biện pháp như tạm dừng và trú ẩn tùy theo tình hình. Tổng cộng 796 tàu đã được sơ tán từ cửa sông Dương Tử và vùng nước Dương Sơn, trong đó khu vực thuộc quyền tài phán đã được neo đậu để tránh gió là 332 tàu. Ngoài ra, Cục Giáo dục Ninh Ba, Yosan và Ôn Châu đã ban hành thông báo khẩn cấp bị ảnh hưởng bởi siêu bão Solanuo. Tất cả các trường học, tiểu học, trung học, mẫu giáo và các cơ sở đào tạo ngoài trường công lập trong thành phố sẽ tạm dừng các lớp học trong một ngày và ngày mai. Các lớp học có bị tạm dừng trong thời gian tới hay không, việc này sẽ được quyết định sau khi tham khảo và thảo luận tùy thuộc vào ảnh hưởng của cơn bão. Bộ Quốc phòng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp với bão lũ lên cấp 3. Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh cho biết từ Bộ Quản lý Khẩn cấp vào ngày hôm qua rằng, theo quan điểm của Bộ, cơn bão số 11 năm nay Solanuo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất nước Trung Quốc. Cơ quan quốc phòng sẽ ứng phó với công tác kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp bão của tỉnh Chiết Giang vào cùng ngày, nâng cấp lên cấp 3 và sắp xếp công tác phòng chống bão. Tin cho hay, lúc 9 giờ ngày hôm qua, tâm bão Solanuo ở trên vùng biển phía đông Đài Loan cách đảo Chu Gia Giới, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang khoảng 800 km về phía đông, di chuyển vào biển Hoa Đông về đêm và có thể mạnh lên thành siêu bão cấp 5, tiến dần vào vùng biển ven biển phía đông bắc Chiết Giang. Từ đêm ngày hôm nay đến sáng ngày mai, nó sẽ di chuyển theo hướng bắc trên vùng biển ven biển Chiết Giang rồi chuyển dần sang phía bắc, phía đông bắc vào rạng sáng ngày mai. Tổng cục Quốc phòng và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp nhấn mạnh, bão Solanuo có đặc điểm đường đi phức tạp hay thay đổi có khả năng tăng cường thêm, ảnh hưởng lâu dài, diện rộng. Cần thực hiện nghiêm túc hệ thống và phòng chống lụt bão các cấp, siết chặt hệ thống trách nhiệm người điều hành và hệ thống trách nhiệm phòng chống lụt bão các cấp thực hiện giám sát, kiểm tra ở tuyến đầu, tăng cường nghiên cứu và nhận định chung với khí tượng, tài nguyên và các bộ phận khác, theo dõi chặt chẽ diễn biến và diễn biến của bão, kịp thời đưa ra thông tin cảnh báo sớm, cần triển khai các nhiệm vụ phòng chống bão trên biển một cách chi tiết theo danh mục sổ cái, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác đưa tàu về cảng trú tránh bão, sơ tán người khai thác vào bờ, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi và người quay trở lại tàu khi chưa cho phép, cần điều tra về đất đai và các nguy cơ tiềm ẩn. Đặc biệt chú ý, những nơi dễ bị sạt lở có các biện pháp gia cố, bảo vệ, cảnh báo trước, đề phòng các tai biến địa chất như lốc xoáy, lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ, ngập úng đô thị và nông thôn, kịp thời đóng cửa du lịch ven biển, các danh lam thắng cảnh, bãi tắm và các địa điểm khác. Tổ chức sơ tán khách du lịch và có biện pháp kiểm soát phù hợp, phải kiên quyết, quyết liệt làm tốt công tác di chuyển người để tránh nguy hiểm, nghiêm túc di chuyển số người bị đe dọa trong các khu vực nguy hiểm và đặc biệt tăng cường cảnh báo các hộ kinh doanh, khách nước ngoài, lao động nhập cư, khách du lịch, chủ động phòng tránh thiên tai, cần tăng cường báo cáo thông tin về tình huống nguy hiểm lớn và thảm họa để đảm bảo đưa ra cảnh báo kịp thời và chính xác. Hiện hai đoàn công tác của Tổng cục Quốc phòng và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã hỗ trợ, hướng dẫn công tác phòng chống lụt bão tại các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô. Bộ Giao thông Vận tải phát động ứng phó cấp 3 phòng chống bão số 11 Solanuo. Theo diễn biến của cơn bão số 11 năm nay Solanuo, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức cuộc họp công văn vào chiều ngày hôm qua và nâng cấp độ 4 ứng phó với bão lên cấp 3 vào lúc 17 giờ ngày thứ Ba. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu trên cơ sở phòng ngừa tăng cường cảnh báo sớm, sàng lọc phòng ngừa, kịp thời tổ chức sơ tán người khai thác biển để tránh rủi ro, sơ tán càng nhiều càng tốt, nêu rõ các vùng nước trọng điểm, tàu trọng điểm, tổ chức hàng hải, tàu thuyền lựa chọn vùng nước kín gió một cách khoa học để tránh tàu neo đậu, sơ tán, tránh xảy ra tai nạn như mắc cạn, va chạm, tăng cường kết cấu hạ tầng, đường cao tốc, bến cảng, đường thủy, các biện pháp phòng chống lụt, gió bão cho các công trình đang thi công, tăng cường điều tra các nguy cơ tiềm ẩn, tổ chức cán bộ điều chuyển kịp thời tránh rủi ro, tăng cường giám sát vận hành mạng lưới đường bộ, hướng dẫn đi lại, kịp thời thực hiện tiếp cận khẩn cấp. Đặc biệt làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, vận chuyển hóa chất độc hại, thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan để tạm dừng công việc, ngừng hoạt động theo điều kiện thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban,
trực 24/24 giờ, tăng cường chỉ đạo lịch trực, thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp kịp thời, nỗ lực đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân để đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 11 năm nay Solanuo đối với sự an toàn của tàu thuyền và giao thông đường thủy. Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải đã phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống bão cấp 4 vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua. Tính đến chiều ngày hôm qua, phà chở khách Chongming Sandao và phà chở khách Yansa đều đã tạm dừng hoạt động, trừ phà Changhe. Tổng cộng 796 tàu đã được sơ tán khỏi cửa sông Dương Tử và vùng biển Dương Sơn, trong đó có 332 tàu được neo đậu tránh gió bão. Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải đang tăng cường hơn nữa việc bảo vệ các tàu cỡ vừa và nhỏ, tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, cũng như tàu không có lực, tàu neo đậu dài ngày và các tàu khác không đủ sức cản gió ở cửa sông Dương Tử, Dương Sơn và các vùng nước ven biển khác. Hơn 200 tàu đã được sơ tán khỏi vùng biển của cảng Dương Sơn. Kiểm tra tại chỗ, nắm chắc tình hình các tàu trong nước, đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị, tàu có liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống bão càng sớm càng tốt. Bắt đầu từ trưa ngày hôm qua, trong phạm vi quản lý của Cục An toàn Hàng hải cảng Dương Sơn, các tàu có trọng tải từ 500 trở xuống, có sức cản sóng và gió thấp sẽ thực hiện nghiêm túc thực hiện các yêu cầu cấm và hạn chế. Tại cảng Yansan, nơi có sản lượng hàng năm hơn 20 triệu TEU, tất cả các tàu trung chuyển bên trong có trọng tải và cỡ tàu tương đối nhỏ đã được sơ tán đến vùng biển an toàn để trú ẩn và đang theo dõi chặt chẽ đường đi, xu hướng phát triển của bão, thống nhất thời gian xuất bến của các tàu container đi quốc tế. Vùng biển dọc theo bờ biển phía tây nam của đảo Chongming và vùng biển của hành lang Trường Sa là những khu vực có mái che truyền thống cho tàu bè trong vùng biển của cảng Thượng Hải bị ảnh hưởng bởi bão. Hơn 260 tàu đã đến hai vùng biển này đã neo đậu tránh gió bão. Các nhân viên của Cục An toàn Hàng hải Chongming đã lập hồ sơ đặc biệt về khu vực tránh trú tạm thời cho tàu để kịp thời theo dõi nơi ở và động thái của tàu, hướng dẫn tàu neo đậu hợp lý, giám sát thứ tự neo đậu theo thời gian thực, tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn và ngăn ngừa sự cố mất neo, đứt xích. Về triển khai lực lượng khẩn cấp trong công tác phòng chống bão lần này, Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải đã tăng cường triển khai lực lượng khẩn cấp tại các khu vực trọng yếu như vùng nước cầu, khu neo đậu và vùng biển tập trung tàu neo đậu trong bão. Hiện 2 tàu cứu nạn chuyên nghiệp, 104 tàu lai dắt xã hội, 25 tàu cứu hộ và 38 tàu thu dọn trong khu vực của lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã sẵn sàng ứng phó. Lời khuyên phòng ngừa: cơn mưa xối xả sắp tới và nhiều người có khả năng bị mắc kẹt, do đó hãy giữ lại hướng dẫn phòng ngừa rủi ro khi bạn đi vắng. Cố gắng chọn đường chính có khả năng thoát nước tốt hơn và đường chính của đường vành đai. Nếu phát hiện thấy bánh xe bị trượt hoặc trùng xuống, không được đạp mạnh ga và lái xe ra khỏi vùng nước với sự hỗ trợ của người khác mà không cần tắt máy. Không dừng xe ở những nơi trũng thấp. Nếu chẳng may xe xuống nước và tắt máy thì không nên nổ máy trở lại, kiên quyết bỏ xe di chuyển đến khu vực an toàn để chờ cứu hộ. Nếu bạn bị kẹt trên tàu điện ngầm, hãy giữ bình tĩnh và đừng hoảng sợ. Không gian tàu điện ngầm bị đóng cửa, tâm trạng căng thẳng sẽ khiến tim người ta đập nhanh hơn, lượng oxy tiêu thụ tăng mạnh, đồng thời thở ra một lượng lớn khí carbonic, không khí trong xe cũng loãng hơn. Bạn cũng nên gọi cảnh sát để được giúp đỡ càng sớm càng tốt và làm rõ vị trí chính xác của bạn bị mắc kẹt. Trong trường hợp khẩn cấp, những người bị mắc kẹt cần chủ động tự cứu mình và giúp đỡ nhau một cách tích cực và hiệu quả. Một trận động đất 6,8 độ Richter ở Tứ Xuyên khiến ít nhất 7 người chết. Theo Epoch Times, ngày hôm nay đưa tin vào trưa nay, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Thông tin liên lạc địa phương bị cắt đứt, đường xá bị phá hủy, nhà cửa bị nứt toác, bể cá tràn nước và ánh đèn lung lay dữ dội. Cư dân địa phương bị nhốt ở nhà do dịch bệnh hoặc đang xếp hàng để xét nghiệm. Thông tin mới nhất vào chiều ngày hôm nay, một cuộc họp báo tại tỉnh Gansu cho biết đến nay đã có 7 người thiệt mạng do trận động đất gây ra. Những thiệt hại về đường xá, thông tin liên lạc, nhà cửa vẫn chưa được biết. Ngày hôm nay, mạng lưới động đất Trung Quốc đưa tin vào lúc 12 giờ 52 phút trưa, một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, ở vị trí 29,59 độ Vĩ Bắc, 102,08 độ Kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 16 km. Người đàn ông ở thị trấn Moxi, tâm chấn của trận động đất, nói với phóng viên Đại Quỷ Nguyên vào chiều ngày hôm nay rằng anh ta không có ở nhà khi trận động đất xảy ra.
liên lạc với địa phương đã bị phá hủy và không thể gọi điện. Người dân trong thị trấn không liên lạc được vì liên lạc bị gián đoạn. Tôi chỉ nghe nói là đang sửa chữa nhưng nó chưa được sửa chữa xong. Người đàn ông cho biết trong thời gian này thị trấn Mosi được kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh. Nếu đến từ thành đô thì cần cách ly 7 ngày và làm xét nghiệm acid nucleic trong 7 ngày. Phóng viên đã gọi đến các cửa hàng ở thị trấn Mosi, làng Nipuing, làng Kiu, thị trấn Dewe, quận Lut và những nơi khác nhưng họ không thể kết nối. Chủ một biệt thự ở quận Lut nói với phóng viên Đại Kỳ Nguyên vào chiều ngày hôm nay vẫn còn dư chấn rất mạnh và xảy ra nhiều lần, có nhiều vết nứt nhưng không ai bị thương. Tôi nghe nói rằng hai người ở Lenki, thị trấn Lut đã bị đá lăn xuống và bị chết. Anh cho biết thị trấn Mosi, huyện Lut là tâm chấn trận động đất dữ dội. Nhà anh cách tâm chấn hàng chục km nhưng chấn động vẫn rất mạnh. Lúc đó chỉ có 3 người trong nhà đang dọn dẹp và họ sợ hãi chạy ra ngoài. Anh nói rằng họ vẫn có 2 cuộc kiểm tra 3 ngày một lần tại khu vực địa phương và việc kiểm tra acid nucleic được thực hiện hầu như mỗi ngày. Trước khi trận động đất xảy ra, họ cũng đã kiểm tra acid nucleic vào sáng ngày hôm nay. Phóng viên Đại Kỳ Nguyên cũng đã gọi điện cho một số chủ nhà trọ ở thị trấn Mosi. Họ đều nói rằng họ không có ở đó và liên lạc tại địa phương đã bị gián đoạn và họ cũng rất lo lắng. Một nữ cư dân ở huyện Lu, thành phố Luju nói với Đại Kỳ Nguyên rằng cô sống trong một tòa nhà cao tầng. Thật đáng sợ, rung chuyển dữ dội, nó liên tục rung chuyển và không có thông báo trước. Nhưng còi báo động trong tòa nhà đã nổ tung trong trận động đất và tôi đã bỏ chạy. Đã quá muộn. Cư dân này cho biết sau trận động đất, tường của tòa nhà bị nứt. Đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy có những vụ lở đất và đá lăn xuống ở Hạt Lút, tỉnh Kanji và những con đường địa phương bị phá hủy. Đoạn video trên mạng cũng cho thấy ngôi nhà bị nứt toác, bể cá tràn nước, nồi lẩu tràn ra ngoài và đèn rung lắc dữ dội. Bởi vì động đất, nước trong bể cá sắp trào ra, hôm nay có chút dữ dội, thần vương, hôm nay đã lâu không gặp. Cư dân mạng địa phương cho biết cửa của tòa nhà đơn vị kiểm soát dịch bệnh bị khóa chặt để không ai có thể thoát ra ngoài. Nó thực sự bị khóa. Một cư dân mạng khác nói, cảnh báo mà tôi nhận được khi làm xét nghiệm acid nucleic ở tầng dưới là sợ chết khiếp. Daju nói sợ quá, lần đầu tiên chấn động mạnh như vậy, bây giờ tay tôi vẫn còn run. Luật sư nhân quyền đại lục Bao Long Jun đã đăng lại một đoạn video về luật sư người Tứ Xuyên Lu Shiwe trên Twitter. Đoạn video và văn bản cho thấy luật sư Lucy chạy xuống tòa nhà để tránh trận động đất nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại vì dịch bệnh, trận động đất nghiêm trọng hơn. Cũng có tin tức trên Internet rằng chính quyền địa phương ở Tứ Xuyên yêu cầu người dân nhanh chóng trở về nhà vì dịch bệnh quy định rằng họ không được xuống cầu thang hoặc tụ tập. Ngoài trận động đất mạnh ở Thành Đô và Trùng Khánh, người dân ở khu đô thị Chiêu Đông, Đông Bắc Vân Nam cũng cho biết trận động đất rất mạnh, tôi gần như nôn mửa. 4 phút sau trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra ở huyện Lut lúc 12 giờ 56 phút trưa, một trận động đất 4,2 độ Richter xảy ra ở huyện Simian ở vị trí 29,4 độ Vĩ Bắc, 102,17 độ Kinh Đông thuộc thành phố Yan, Tứ Xuyên. Sau đó Hạt Lut, Hạt Simian lại trải qua một trận động đất khác với cường độ lần lượt là 3,1 độ Richter, 2,9 độ Richter và 2,8 độ Richter. Thưa quý vị, một trận lụt lớn đã xảy ra trên dòng chính của sông Mekong ở Phúc Kiến và mực nước của dòng chính của sông Xiang từ từ xuống. Theo Tuần Hoa Xã, Bắc Kinh đưa tin, được biết từ trụ sở quốc gia kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán rằng do lượng mưa lớn gần đây, dòng chính của sông Mekong ở Phúc Kiến và các phụ lưu của nó là Futusi, các sông Jinxiangxi, Shaanxi, Yeosi, Zhejiangjiang và Wuyang ở Hồ Nam, các sông Ganjiang và Tân Cương ở Jiangxi và sông Liujiang ở Quảng Tây đã xảy ra lũ lụt vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số đó, dòng chính của sông Mekong bị thiệt hại lớn do lũ lụt xảy ra một lần trong 30 năm, bị ảnh hưởng bởi dòng lũ từ các nhánh thượng nguồn, mực nước của hồ Đông Tinh và hồ Poyang trên sông Dương Tử dâng lên chậm lại, nhưng vẫn thấp hơn mực nước cảnh báo hơn 1 mét. Theo quan trắc của Tổng cục Quốc phòng lúc 22 giờ ngày hôm qua, mực nước đỉnh lũ của trạm kiểm soát Yan Fumen trên dòng chính sông Mekong là 74,51m, vượt mức nước cảnh báo 8,51m và thấp hơn 1,39m so với mực nước đảm bảo, vị trí thứ hai kể từ số liệu đo được.
Lưu lượng dòng chảy tối đa của hồ chứa Soku, dòng chính của sông Minjiang là 35.900 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ ngày hôm nay và chu kỳ quay lại là 30 năm một lần. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã điều động một cách khoa học hồ chứa thủy khẩu để giảm đỉnh lũ của dòng chính sông Minjiang. Khả năng kiểm soát lũ hiện có của các vùng cửa chính của dòng chính sông Minjiang đã đạt hơn 50 năm và lũ hiện đang rút đi một cách an toàn. Trước tình hình mưa lũ, thiên tai nghiêm trọng hiện nay ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và những nơi khác, Tổng cục Bộ Quốc phòng yêu cầu các tỉnh, khu vực liên quan tăng cường hơn nữa công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, tăng cường tham vấn, nghiên cứu và nhận định bố trí khoa học các dự án phòng chống lũ lụt, củng cố các công trình hồ chứa, kè trọng điểm, đặc biệt cần làm tốt công tác phòng chống lũ an toàn hồ chứa và thiên tai lũ lụt, nỗ lực giảm thiểu thương vong. Hiện các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các khu vực phía Nam đã tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, cứu hộ các hồ chứa, đê điều, nỗ lực phát hiện và xử lý sớm các tình huống nguy hiểm. Trong đó, hai tỉnh Quảng Tây và Giang Tây đã phát hiện nguy hiểm các tình huống như rò rỉ nước, hồ, đập tràn, mái tràn đã được khắc phục khẩn cấp nhưng tuyến kè sông chính vẫn chưa xảy ra nguy hiểm lớn. Theo dự báo thời tiết ngày hôm nay, vùng mưa phía Nam tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, rìa trước di chuyển nhẹ về phía Bắc. Tổng cục Quốc phòng đã đến Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây để tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chính quyền các địa phương làm tốt công tác chống lũ, cứu nạn, cứu trợ thiên tai. Thống kê cho thấy, tính đến 8 giờ ngày hôm nay, lượng mưa lớn trong 6 ngày qua đã gây ra tại các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam và 9 tỉnh phía Nam khác. Tổng cộng có 5,51 triệu người trong huyện bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 285.000 ha. 90 người chết và 50 người mất tích, 55.600 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 8,9 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại kinh tế trực tiếp của các dự án bảo tồn nước là 2,35 tỷ nhân dân tệ. Phúc Kiến, 96 người chết, 109 người mất tích, hơn 3,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Thưa quý vị, theo tin tức mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, trong những ngày qua, tỉnh Phúc Kiến đã lần lượt hứng chịu những trận mưa lớn và gây ra những thảm họa thứ cấp như lở núi và lở đất. Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, tại tỉnh Phúc Kiến đã có 96 người thiệt mạng và 109 người mất tích, cùng 3,6591 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Theo Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, trận mưa xối xả đã làm mới hồ sơ lịch sử về lượng mưa ở nhiều nơi ở Phúc Kiến, gây ra thảm họa thiên nhiên hiếm có trong lịch sử. Minjiang, Yolongjiang, Tingjiang và những khu vực khác đầu nguồn đã nhiều lần xảy ra lũ lụt lớn vượt mức cảnh báo, vượt mức nước đảm bảo hoặc vượt cao trình đỉnh kè. Theo thống kê, từ 8 giờ sáng ngày thứ 3 tuần trước đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, có 4 quận có lượng mưa vượt quá 500mm, đó là Lus 618,5mm, Ujimotan 611,5mm, Pucheng 526mm, Yanjiang 514mm, 400mm đến 514mm, có 7 hạt với 499,9mm, 14 hạt với 300mm đến 399,9mm và 21 hạt với 200mm đến 299,9mm. Trong số đó, lượng mưa 64mm đã giảm trong 1 giờ ở Luster, 119mm ở Liancheng trong 3 giờ và lượng mưa là 1 lần trong 30 năm. Lượng mưa nhận được 225mm trong 6 giờ và lượng mưa vượt có 1 lần trong 100 năm. Núi Yuhui nhận được 327mm trong 24 giờ, lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Mưa xối xả khiến dung tích chứa của các hồ chứa khác nhau ở Phúc Kiến tăng mạnh và lưu lượng đỉnh của hồ Sanchoku đạt 25.200 mét khối mỗi giây, trận lũ lớn nhất trong lịch sử với chu kỳ hoàn lại một lần trong vòng 100 năm. Lưu lượng đỉnh lũ của hồ chứa Nguyen Shuku đạt 35.000 mét khối mỗi giây với chu kỳ quay lại một lần trong 30 năm. Một trận lũ kéo dài 36 năm một lần xảy ra ở Tây Bắc của sông Yulong, một trận lũ kéo dài 30 năm xảy ra ở sông Tinjiang và một trận lũ vượt quá mực nước cảnh báo cũng xảy ra ở Xinjiang. Lượng mưa tập trung dài ngày, cường độ lớn và diện rộng đã gây ra lũ quét, nước sông dâng cao, thường xuyên xảy ra thiên tai, địa chất, sập một số lượng lớn nhà cửa, hư hỏng cơ sở hạ tầng, ngập úng đất canh tác ở các thôn, bản, thị trấn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.
Tính đến 16 giờ ngày hôm nay, thống kê sơ bộ cho thấy có 8 huyện, thành phố trong 60 quận, thành phố, huyện và 664 thị trấn thuộc tỉnh Phúc Kiến, bao gồm Nam Ping, San Minh, Long Giang, Giang Chu, Tuyền Châu, Ninh Đức, Phu Du và Poi Tan, 265,910 người bị ảnh hưởng, 527.300 người phải di dời khẩn cấp, 44.200 ngôi nhà bị sập, 96 người chết và 109 người mất tích. Hiện tại, tình hình thiên tai vẫn đang được thống kê thêm. Trước tình hình thiên tai, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phúc Kiến đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đoàn kết như một, chiến đấu không ngừng. Tối ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến lại ra thông báo yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và triển khai công tác tái thiết sau thiên tai.